Hoan hỷ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tử Vi Tiên Nhân Chỉ Lộ. Đến với ngày hôm nay, kênh Tiên Nhân Chỉ Lộ xin chia sẻ cho quý anh chị và các bạn về vận trình tử vi ngày mới của 12 con giáp, vận trình tử vi cho ngày 16 tháng 4 năm 2024 năm Giáp Thìn. Bước sang ngày mới này, vận trình công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo của 12 con giáp sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu thông tin chi tiết. Sau đây là thông tin chi tiết, ngày 16 tháng 4 năm 2024, dương lịch là thứ ba, âm lịch là ngày 7 tháng 3 năm 2024. Tức ngày Canh Tuất, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn. Là ngày Bạch Hổ Hắc Đạo. Tuổi bị xung khắc với ngày tuổi Giáp Thìn, tuổi Mậu Thìn và tuổi Giáp Tuất. Tuổi hợp trong ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Giờ hoàng đạo, Mậu Dần 3 giờ đến 5 giờ, Canh Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tân Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Giáp Thân 15 giờ đến 17 giờ, Ất Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Đinh Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Hôm nay là ngày xuất hành Thanh Long Tuất, đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đối lý. Về hướng tốt xuất hành, đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần, hướng Tây Bắc để đón hỷ thần. Tránh xuất hành hướng đông vì gặp hạt thần. Trên đây là thông tin tử vi của ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo đây mời anh chị và các bạn đón xem vận trình chi tiết của từng con giáp trong ngày thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024. Con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương, dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tiên mời quý vị và các bạn cùng xem tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Thương quan lâm vận khiến công việc của Tý trăm bề vất vả, hay bị những người xung quanh chèn ép và gây khó dễ. Vốn ăn ở hiền lành nhưng hôm nay bạn vẫn phải nổi nóng và nói khó nghe do gặp phải bất công trong công việc, mọi việc không như ý muốn, trái ý, có người cố tình gây ra thị phi cho bạn gánh. Đường tiền bạc nhắc nhở nữ tuổi Tý nên quản lý chặt chẽ chi tiêu trong gia đình, đừng lơ là coi chừng thất thoát. Nam mệnh đang ở độ tuổi trẻ trung nếu chưa có gia đình thì nên tập trung đầu tư cho bản thân, thời gian này cần hạn chế ăn nhậu tụ tập với bạn bè. Ngũ hành thủy thổ bất dung đem lại sự u ám cho đường tiền bạc của đương số. Bạn hơi mệt nên ăn nói có phần khó nghe với những người thân quen. Đi ra ngoài dễ gặp họa nhỏ vì những thành phần vô duyên, vô văn hóa gây sự. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý, mệnh kim, bạn được người khác thấu hiểu cho những khó khăn bạn đang gặp phải. Tử vi tuổi Bính Tý, mệnh thủy, mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh đang dần tốt lên. Tử vi tuổi Mậu Tý, mệnh hỏa, nên cân đối thời gian ngủ nghỉ, không nên thức khuya. Tử vi tuổi Canh Tý, mệnh thổ, có người đang cố gắng xen vào chuyện riêng của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, bạn thích sự dứt khoát và thẳng thắn trong công việc, không kiêng nể ai. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, 3 sao. Tài lộc, 3 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 3 sao. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc các tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Sửu. Con số may mắn là 39, 57, 87. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo mời quý anh chị cùng xem tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Chính ấn chiếu mệnh, nhờ quyết định đầy kiên định và dứt khoát, tuổi Sửu thể hiện năng lực khó ai sánh bằng. Bạn đừng bi quan, hãy nên tin vào bản năng để gỡ rối những vấn đề khó khăn trong công việc, chắc chắn bạn sẽ làm được. Tương hình lâm vận nhắc tuổi này cần biết kiểm soát chi tiêu của mình để không bị cháy túi. Nhiều bạn sẽ gặp phải những kẻ chây lì nợ không trả, hai bên đôi co với nhau vì vấn đề tiền bạc, dễ có ẩu đả. Những người làm kế toán nên cẩn thận hơn chút để không bị sai số khiến bản thân phải đền tiền. Ngày này có vẻ tâm trạng của bạn hơi bị trùng xuống. Khuyên bạn hãy cởi mở trong suy nghĩ cũng như có một trái tim bao dung hơn để có cuộc sống hạnh phúc. Nữ mệnh cần phải dứt khoát hơn với những kẻ không tôn trọng mình thì mới sống yên ổn được. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh kim,
không nên liều lĩnh trong mọi việc vào ngày này. Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, thành quả về tiền bạc đang đến sau một thời gian dài liên tục cố gắng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, gần đây sức khỏe không ổn, đừng tham công tiếc việc. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, người ấy và bạn đang có xích mích, không đồng tình với ý kiến của nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, chuyện làm ăn trong ngày này không được thuận lợi. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường: đỏ, vàng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý. Con số may mắn là 97, 91, 75. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo mời quý anh chị cùng xem tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tam hợp khai mở may mắn cho đường công danh của Dần trong ngày này, bạn được trao cơ hội để bứt phá trong công việc. Bên cạnh đó, những người làm trong ngành thủy hải sản, buôn bán lương thực hoặc đồ gia dụng, sắt thép ngày này cũng sẽ nhận được nhiều lộc hơn cả mong đợi. Tiền bạc dồn về tay nhờ thiên tài dẫn lối. Dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có điềm báo tài lộc đổ về nhà nhiều hơn thường lệ. Ngày đẹp có lợi cho những bạn muốn mở hàng kinh doanh, đi đền cầu may mắn hoặc thỉnh bàn thờ thổ địa thì rất có lộc. Gái có công chồng chẳng phụ, công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng vào ngày này, người ấy thấu hiểu cho những khó khăn bạn đang gặp phải. Còn đường con cái, ngày này cực tốt cho việc sinh nở, thụ thai hoặc nhận con nuôi. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, công việc đang trên đà tiến triển hơn cả kỳ vọng. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, bạn có con mắt tinh tường khi nhìn người, hôm nay tránh được họa nhờ tài năng này. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, đừng dốc hết tất cả những gì mình có cho người khác, yêu vào rất dễ mù quáng. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh mộc, ở những chỗ nhiều người, cố gắng nói càng ít càng tốt. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, kế hoạch của mình biết là được, càng bí mật càng dễ thành công. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc các tường: xanh lá, đen. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi. Con số may mắn là 5, 20, 60. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo mời quý anh chị cùng xem tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Lục hợp che chở nên Mão hoàn toàn có thể tự tin trong công việc, luôn đứng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu và chẳng sợ bất cứ khó khăn nào. Người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng hơn bởi chính những cố gắng và công sức đã bỏ ra trong suốt quãng thời gian qua. Tiền bạc của Mão cũng dồi dào nhờ chính tài giúp đỡ. Con giáp tiết kiệm này rất biết chi tiêu chừng mực và biết lo cho bản thân, gia đình đầy đủ mặc kệ thiên hạ xì xào chê bai mình keo kiệt. Bạn cũng thông minh trong việc kiếm thêm tiền nhờ tài lẻ hoặc nghề phụ, không để tay chân nghỉ ngơi bao giờ. Tình yêu luôn có nhiều bất ngờ, nhất là khi con giáp này không quá kỳ vọng hay trông đợi vào nó thì lại có tin vui. Bạn biết chăm sóc cho vẻ ngoài của bản thân khá tốt và không để người thân phải phàn nàn về mình, bạn luôn có cách khiến bố mẹ yên tâm. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão, mệnh thủy, chuyện trong nhà, đừng bao giờ than thở ra ngoài. Tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, tránh xa những người không bao giờ chủ động hỏi về tiền bạc trong các buổi ăn uống, tiệc tùng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, bạn cảm nhận được may mắn đang dần đến với mình. Tử vi tuổi Tân Mão, mệnh mộc, cuộc sống của bạn rồi sẽ không còn cô đơn, những người bạn đồng hành thực sự phù hợp đang xuất hiện. Tử vi tuổi Quý Mão, mệnh kim, bạn bè không cần nhiều, chỉ cần vài người là đủ, miễn là chơi thật lòng. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc các tường: xanh dương, trắng. Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất. Con số may mắn là 18, 36, 45.
Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo mời quý anh chị cùng xem tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Thiên ấn giúp Thìn không gặp phải quá nhiều khó khăn mà ngược lại còn được hướng dẫn cách xử lý các vấn đề thường gặp. Có vẻ bạn khá bảo thủ và luôn thích làm theo ý mình, nhưng vì bạn nói được làm được nên không ai có thể làm khó được bạn. Nhưng trong ngày này nhắc nhở Thìn hết sức cẩn thận vì có họa hao tài tốn của do tương xung gây ra. Các bạn không nên mang quá nhiều tiền mặt trong người vì dễ bị mất cắp hoặc bỏ quên đâu đó. Có những kẻ ghen ăn tức ở luôn muốn làm hại bạn nên cũng cần phải cẩn thận trong quan hệ xã giao. Sức khỏe của bạn đang trong khoảng thời gian báo động, áp lực công việc khiến làn da xấu đi, đường tiêu hóa không ổn định. Người nào đang có mâu thuẫn tình cảm hãy cẩn thận coi chừng có kẻ thứ ba chen vào hoặc gặp phải hàng xóm xấu tính thêm dầu vào lửa. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thích, bạn hãy tránh xa. Tử vi tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, bạn không nên cố chấp, hãy lắng nghe lời khuyên của người thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, biết bản thân đang bị người khác ghét nhưng bạn không thèm đếm xỉa tới. Tử vi tuổi Canh Thìn, mệnh kim, cần phải tỉnh táo trong vấn đề tiền bạc, coi chừng bị lừa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, những kẻ phản bội bạn, chính là những người bạn tin tưởng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, 4 sao. Tài lộc, 3 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 3 sao. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường, vàng, hồng. Quý nhân phù trợ, Tý, Thân. Con số may mắn là 38, 91, 59. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo mời quý anh chị cùng xem tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Thiên quan giáng họa nên Tỵ dễ gặp tai bay và gió từ đâu rơi xuống dù bản thân chỉ muốn được yên ổn. Ngày này cực kỳ bất lợi cho những bạn đang làm giấy tờ cho công việc, xuất ngoại hoặc muốn thăng chức, kiểu gì cũng sẽ gặp trục trặc bất ngờ. Hình như tuổi Tỵ đang gặp phải một chút vấn đề về tiền bạc, nếu cần thiết hãy mở lời vay mượn từ người thân hoặc bạn bè sòng phẳng, trình bày rõ lý do thì bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiệt tình. Ai đang đầu tư buôn bán thì nên tạm thời dừng lại, an phận thủ thường đừng liều lĩnh thử những cái mới coi chừng lỗ nặng. May mắn là ngũ hành hỏa sinh thổ giúp đường tình duyên của đương số may mắn hơn hẳn. Các cặp đôi đang yêu có những tiến triển tốt đẹp khi cả hai vượt qua được nhiều sóng gió và thêm tin tưởng nhau hơn. Tỵ có thể ngủ ngon giấc vì những kẻ từng phá hoại gia đình bạn hôm nay sẽ nếm dần quả báo. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, bí mật trong quá khứ nay được tiết lộ khiến bạn không mấy thoải mái. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, công việc sẽ may mắn hơn những gì bạn nghĩ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, sự thẳng thắn của bạn trong công việc khiến nhiều người sợ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, ngày này khép lại những chuyện cũ và đồng thời mở ra những câu chuyện, những cơ hội mới. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, dễ gặp lại chuyện cũ hoặc chuyện cũ bị khơi lại. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, 3 sao. Tài lộc, 3 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 5 sao. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc các tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Con số may mắn là 88, 55, 22. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo mời quý anh chị cùng xem tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Chính quan trợ mệnh nên Ngọ bán hàng rất sướng tay, thu về một khoản lợi nhuận rủng rỉnh hơn so với mọi ngày. Hôm nay Ngọ cũng sẽ bất ngờ vì may mắn đến trong những việc như thi cử, xin việc, quan lộ hoặc thăng chức nhanh hơn so với tưởng tượng, bạn có quý nhân đứng sau hỗ trợ. Bên cạnh đó tiền bạc cũng rủng rỉnh không thua kém ai nhờ có tam hợp chiếu cố. Ngọ là con giáp hào phóng và thông minh nên biết tiêu tiền đúng chỗ để đem lợi ích về cho bản thân và gia đình. Làm ăn thấm khá là nhờ lộc của bản thân, bạn chẳng phải là người keo kiệt như lời đồn của một số người chuyên đặt điều nói xấu bạn. Tính cách vô lo vô nghĩ của bạn đôi lúc lại là ưu điểm lớn giúp bạn bớt đau khổ trong chuyện tình cảm.
những người có gia đình lại cảm thấy hạnh phúc vì niềm vui mà con cái và nửa kia đem lại cho mình trong ngày này. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, dễ được một người lạ không quen biết giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, cuộc sống hiện tại yên bình, không muốn gây sự với ai. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, bạn gặp may mắn bất ngờ nhờ phước phần của bản thân. Tử vi tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, cẩn thận khi lái xe, đã uống rượu bia thì không được lái. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, trong công việc, để giải quyết vấn đề hiện tại có thể phải rà soát hồ sơ, tra cứu tài liệu, tìm lại giấy tờ, hợp đồng cũ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, 5 sao. Tài lộc, 5 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 5 sao. Giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, xanh lục. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần. Con số may mắn là 46, 32, 61. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo mời quý anh chị cùng xem tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Chính ấn chiếu mệnh giúp tuổi Mùi có cơ hội làm quen được những người bạn mới, mở rộng mối quan hệ làm ăn buôn bán trong thời gian tới. Nhiều lúc hơi khó tính và cầu toàn nhưng Mùi biết cách tự lo cho công việc của mình, hiếm khi làm phiền hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Tuy nhiên tiền bạc có phần sa sút do ảnh hưởng xấu từ tương phá cục. Nặng đầu vì tiền chỉ làm cho bạn thêm mệt mỏi mà thôi, chuyện đâu còn có đó nên hãy bình tĩnh gỡ rối từng chút một. Nữ mệnh tuổi này cần nắm chìa khóa chi tiêu trong gia đình để không bị thất thoát. Chuyện gia đình, cơm áo gạo tiền khiến bạn quá hao tâm tổn sức làm cho sức khỏe sa sút, thường xuyên bị mất ngủ hoặc ăn uống khó tiêu. Cố gắng đi đâu đó vài ngày, du lịch xa là cách tốt để giải tỏa tâm trạng và giúp bạn suy nghĩ lạc quan hơn, tránh được bệnh trầm cảm. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi, mệnh kim, bạn không nên cho phép mình bị động trong mọi tình huống. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, số hay lo nên có chuyện gì trong nhà bạn cũng phải đứng ra lo liệu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, không nên hấp tấp trong chuyện tiền bạc, giấy tờ, nhà cửa. Tử vi tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, bạn vất vả đấu tranh hoặc tập trung cao độ vào công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, bạn đang bị mất niềm tin vào bản thân mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, 4 sao. Tài lộc, 3 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 3 sao. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đỏ. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi. Con số may mắn là 34, 68, 74. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo mời quý anh chị cùng xem tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tử vi cảnh báo có tỷ kiên lâm vận cho rằng vì tuổi Thân ăn nói quá thẳng thắn và đó là nhược điểm khiến bạn mất đi nhiều mối quan hệ làm ăn tốt trong ngày này. Bạn nào mới đi làm ở cơ quan mới thì coi chừng gặp tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới hoặc bị ngó lơ, vấp phải đồng nghiệp mới xấu tính. Bù lại tam hội trợ mệnh nên đường tài lộc có tiến triển hơn hẳn so với những ngày trước. Tiền thưởng không tự nhiên đến với bạn mà đó là nhờ công sức bạn bỏ ra trong thời gian qua. Có người vay nợ lâu ngày lại mang trả bạn khiến bạn bất ngờ và bớt đi gánh nặng trong đầu. Trong gia đình cho nhiều chuyện tốt đẹp tìm tới khiến bạn có thêm nhiều động lực để làm việc, kiếm tiền. Tuổi nào đang mong chờ thành viên mới trong gia đình sẽ được tổ tiên phù hộ để đạt được ý nguyện, hãy tích cực làm việc thiện và tu tâm để mọi chuyện như ý nhé. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, chú tâm cho tương lai, hạn chế yêu đương, tụ tập bạn bè. Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, bạn sẽ giúp được rất nhiều người thoát khỏi nỗi buồn trong hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, lý trí sẽ mách bảo cho bạn những gì bạn cần làm, đừng lo sợ. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh mộc, bạn đang trên đà đi lên, hãy cố gắng thêm một chút nữa. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nếu có gia đình thì nên chú ý nhiều hơn con cái. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, 3 sao. Tài lộc, 5 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 5 sao. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ.
Màu sắc cát tường, xanh lam, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Con số may mắn là 28, 84, 54. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo mời quý anh chị cùng xem tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Kiếp tài nhắc nhở tuổi Dậu không nên ăn nói hàm hồ, cẩn thận hành động của mình kẻo bị vu oan giáng họa khi đi làm. Ai đang làm ăn xa quê hương thì nên hạn chế giao lưu kết bạn, coi chừng gặp phải kẻ xấu tính bày ra âm mưu hãm hại bạn, bất tin người thì bất họa, đừng sống nhiệt tình quá. Tài vận không thể đi lên do ảnh hưởng tiêu cực từ tương hại cục. Bạn nên trân trọng những gì mình đang có, đừng có đứng núi này trông núi nọ coi chừng mất cả chì lẫn chài. Ngày này không tốt cho những bạn đang muốn kinh doanh hàng ăn hoặc tìm đối tác mới để hợp tác làm ăn. Chuyện tình cảm không ổn do con giáp này không chung quan điểm sống với nửa kia, thường xuyên cãi vã. Gia đình nào đang có người già đau ốm nặng thì nên để ý nhiều trong thời gian tới, có tín hiệu không tốt cho sức khỏe của họ. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, trong suy nghĩ của bạn đang có nhiều ý tưởng tuyệt vời. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, thời gian này sức khỏe của bạn đang khá dần lên. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, ngày này có lộc cho những việc như cất nóc, xây nhà, mua đất. Tử vi tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, tính tình chăm chỉ, chịu khó, không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Tử vi tuổi Quý Dậu, mệnh kim, những tổn thương đang khiến bạn dần trưởng thành, vô tâm hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, 3 sao. Tài lộc, 3 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 3 sao. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu. Con số may mắn là 18, 90, 54. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo mời quý anh chị cùng xem tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Thiên ấn trợ lực nên Tuất có tiềm năng để làm những việc mình chưa dám làm, vươn lên nổi bật trong một tập thể. Tuy ăn to nói lớn nhưng con giáp này giải quyết được nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh trong công việc, hạn chế được tối đa mọi rắc rối đến với mình. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ công việc chính, có thể là được thưởng hoặc làm thêm ngoài giờ. Các bạn trẻ mới lập gia đình thì tiêu pha hơi hoang phí, dù thu nhập vẫn ổn định, không đáng lo nhưng khuyên bạn nên dành ra tiền phòng lúc ốm đau hoặc có cơ hội đầu tư. Về tình cảm, bạn hãy nhớ không có mối quan hệ nào là hoàn hảo cả, vậy nên đừng kỳ vọng quá cao ở người ấy. Ngũ hành hai hành thổ tương hòa sẽ xoa dịu vết thương tình cảm cho nhiều bạn nữ tuổi này, các bạn sắp trở thành con người hoàn toàn mới trong tình yêu. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, có những vấn đề nảy sinh bất ngờ trong công việc khiến bạn tiền đình. Tử vi tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, nên nghe theo lời khuyên cha mẹ, bạn bè đang có ý xấu với bạn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, bạn không thích người khác xen vào chuyện của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất, mệnh kim, nên bớt kỳ vọng vào người khác thì sẽ đỡ đau lòng hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, thời gian qua bạn đã rất cố gắng rồi, hôm nay nghỉ ngơi nhé. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, 4 sao. Tài lộc, 4 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 4 sao. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, tím, cà phê. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Dần. Con số may mắn là 43, 17, 85. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo mời quý anh chị cùng xem tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 16 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi hàng ngày thấy trong công việc, hôm nay là một ngày tương đối thuận lợi với tuổi Hợi, miễn là bạn bỏ ngoài tai những lời tiêu cực từ người khác và cố gắng hết mình cho tương lai. Ngày này khá đẹp cho các hoạt động mua bán, ký hợp đồng, sửa nhà, vì thế bạn nên ưu tiên giải quyết các công việc này. Thực thần soi sáng dự báo một cơ hội làm ăn mới sẽ đến với bạn, đặc biệt là nếu bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh tự do. Nhiều người còn có lộc do khách hàng hoặc người quen đem tặng, lộc này tuy không lớn nhưng đủ để khiến bạn vui vẻ trong vài ngày.
Ngũ hành thổ thủy tương khắc nhắc tuổi Hợi nên để ý tới sức khỏe của bản thân và trẻ nhỏ trong gia đình, thời tiết khó chịu rất dễ ốm. Bạn hãy cởi mở trong suy nghĩ để có một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, chuyện tiền bạc dễ có trục trặc, coi chừng bị lừa tiền. Tử vi tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, có những đoạn đường tưởng là bằng phẳng nhưng lại rất gập ghềnh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, bạn dành nhiều thời gian cho con cháu trong ngày này. Tử vi tuổi Tân Hợi, mệnh kim, có công nhưng không được công nhận, hay bị chèn ép khi đi làm. Tử vi tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, bạn tin vào ước mơ, chắc chắn ước mơ tự nhiên sẽ tin tưởng bạn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, 4 sao. Tài lộc, 5 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 3 sao. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão. Con số may mắn là 64, 93, 81. Trên đây là bài phân tích tử vi 12 con giáp ngày 16 tháng 4 năm 2024. Mong rằng những dự báo trên đây sẽ giúp bạn một ngày mới tốt lành nhất. Mời các bạn đón xem bài phân tích tướng số hàng ngày 12 con giáp vào khung giờ tối mỗi ngày. Chúc bạn ngày mới vui vẻ.